tượng của cái đèn là như ban đầu video này các bạn thấy là nó cái đèn led nắp ở trần nhà mình là sau một vài năm mình sử dụng là nhất là những cái khu vực mà như kiểu là ở bếp hay là cầu thang là mình bật nó thường xuyên, cho nên là nó chỉ sau khoảng vài ba năm là nó sẽ có cái hiện tượng mà nó chớp chớp, nó làm cho cái ánh sáng nó yếu đi, mà nó tạo cho cái cảm giác rất là khó chịu. Bây giờ thì mình chỉ cho các bạn cách sửa cái đèn này, nó rất là đơn giản mà chỉ mất khoảng 2.000 thôi, tiền mua vật tư thôi. Còn thay vì mình thay cả một cái mới, mà trong cái đó thì cái nó chỉ hỏng có một cái chi tiết rất là nhỏ. Thì như gần là theo như mình biết thì mua cái mới cái như thế này tầm khoảng 50-60 ngàn, mà bây giờ mình khắc phục mình sửa chữa thì chỉ mất khoảng 2.000 thôi, lại sử dụng một vài năm nữa, mà đến khi mình biết rồi thì khi nó bị nữa thì mình sửa thì nó rất là dễ và nó đơn giản. Là trước tiên là cái đèn nó cấu tạo có hai phần, một phần đấy là một cái đèn gọi là cái bóng led, còn một phần đấy là một cái tăng phô. Thực tế mà nói thì cái bóng led này nó ăn điện nó rất là ít, là nó chỉ ăn vào tầm cỡ khoảng 18 cho đến 20V thôi. Thì người ta làm cái tăng phô là chủ yếu nó là làm cái giảm điện xuống, nó giống như mình cái cục sạc điện thoại ấy, để cho nó giảm điện xuống cho nó phù hợp với cái này. Chứ cái tăng phô này nó không phải như là cái tăng phô mà mình nghĩ là nó giống như cái tăng phô của cái đèn nê ông trước ấy, là nó cái tăng phô này cái tính chất của nó khác hẳn. Thì đa phần là những cái trường hợp như vậy, theo những kinh nghiệm của mình mà mình sửa nhiều rồi ấy, thì là nó bị cái tăng phô này. Bây giờ mình tiến hành mình mở cái tăng phô này ra, rồi mình chỉ cho các bạn trực tiếp cái thay thế, thì không phải qua thử, bởi vì là đa phần là các bạn không có đồng hồ, không có chuyên môn. Bây giờ mình chỉ trực tiếp những cái pan mà nó cụ thể rồi, thì chỉ cần là mở ra mình thay đúng một cái chi tiết đó là nó được rồi. Đây là cái pan cụ thể. Đó, cái cấu tạo của cái tăng phô nó rất là đơn giản, là một cái mạch điện tử nó như thế này. Thì phần lớn là nó hư cái này, mà bây giờ nếu như mình đi mua riêng một cái này thôi thì nó cũng tầm cỡ khoảng độ 20-30 ngàn đồng. Mà trong cái đó nó lại còn không tương thích với cái đèn nữa. Ví dụ như là những cái đèn của mình, người ta thiết nhà thiết kế người ta làm đồng bộ là nó ăn 18V hoặc là 20V thì nó đi theo cái đèn đó. Ví dụ như mình mua phải cái khác đi, nó không đúng cái số vôn, nó ít hơn thì nó đèn của mình nó tối. Mà nó nhiều hơn thì đèn của mình có lại nhanh hư cái bóng đèn này, coi như là phải thay luôn cả cái bóng. Tốt nhất là mình khắc phục mình sửa cái này. Thì trên thực tế ra thì là nhìn thì nó như thế này thôi, nhưng mà bây giờ nó có những cái mạch tích hợp cho nên là rất là gọn. Đây là những cái con IC, chứ nếu như nó mà lắp bằng cái bóng điện tử như ngày xưa thì chắc chắn là nó rất là cồng kềnh. Nhưng bây giờ thì mình không cần biết về những cái chi tiết đấy, mà mình chỉ cần biết là cái gì nó hư thôi. Thì một cái điều đơn giản nhất, các bạn mở ra thấy có một con tụ. Đấy, con tụ này cái trị số của nó là 6,8 microfarad và 400V. Thì con tụ này qua quá trình lâu ngày nó là tụ hóa, cho nên là cái chất hóa học ở trong này của nó giảm đi, nó khô đi, thì nó sẽ làm cho cái dao động của cái mạch này nó bị sai lệch đi, thì là nó không được đều điện. Đấy, vì bản thân cái nguyên tắc của cái tụ nó là một cái phần tích điện để làm phẳng cái đường sim của cái dòng điện. Thế bây giờ mình tiến hành là mình chỉ cho các bạn là chỉ có hỏng có con này thôi, bây giờ mình sẽ thay con này. Rất là đơn giản, là mình đi mua ở những chợ mà người ta bán những linh kiện, thì như mình mua là cứ 20 ngàn là 10 con. Đấy, thì như vậy là chỉ có 2 ngàn con thôi. Mình sẽ tiến hành mình thay là đây, cái con y chang. Mua nó rất là thông dụng, bởi vì bây giờ ấy là cái đó. Bây giờ mình chỉ cho các bạn cách thay, mà ai cũng thay được, không cần phải mỏ hạt. Nhưng mình có mỏ hàn thì nó khác, nhưng bây giờ mình chỉ cho các bạn cách thay là không cần mỏ hàn, bởi vì là không phải nhà ai cũng có mỏ hàn. Thì trước tiên là mình cái con tụ nó hư rồi thì mình cắt nó ngắn đi, tức là cắt sát vào với lại cái phần của cái con tụ. Đấy, mình để lại cái chân nó dài một chút, chân cũ. Đấy, rồi xong bắt đầu tiến hành là mình dùng cái kìm này mình bẻ gập nó xuống.
nó như thế này. Đó. Tiến hành là cái con tụ mới, mình lại cắt nó dài ra một chút, ngược lại với lại cái mình cắt mình bỏ đi, mình cắt nó dài ra một chút. Đó. Mình là cũng bẻ cái chân, nhưng mà mình bẻ nó vuông góc, nên là cái chiều nó vuông góc với lại cái tụ cũ. Và mình mục đích là mình quạt với nhau, mình bấm lại là nó cũng chắc rồi. Sửa thì lại phải chuyên môn, phải có mỏ hàn mới sửa được. Mình chỉ cho các bạn cách là không cần phải mỏ hàn. Đó, mình bấm nó lại. Cái bấm nó chắc lại là được. Các bạn làm quen đây, sau này mình sẽ chỉ cho các bạn chế một cái mỏ hàn ở nhà rất là đơn giản. Mình sẽ tự chế đây một cái dụng cụ để mình làm, bởi vì mình làm ít, không cần phải mua những cái mỏ hàn chuyên dụng, nó tốn tiền và ít khi xài tới. Đấy, như vậy là xong. Đấy, mình tiến hành, mình chưa ráp vào vội mà mình thử, không mất công nắp vào này là nó không lên thì nó. Xem là nó có bị rung nháy gì không. Nhưng mà cái này nó là cái kinh nghiệm thực tế, là mình làm nhiều rồi, nhà mình thay thường xuyên, cho nên là nó chắc chắn là nó không bao giờ nó bị. Đó. Coi như là mình đã hoàn thành. Cái cách thay nó rất đơn giản, nó rẻ tiền. Mình xử lý được ngay, kể cả là mình có, kể cả ban đêm mà tối rồi mà mình không ấy, thì mình cái việc mình tháo cái đèn xuống, thì bắt đầu là mình sửa chữa, mình thay thế, mình mỗi lần mua thì có độ 20 ngàn, một chục con thì cái nhà nào cũng phải lắp ít nhất là từ 10 cho đến 20 cái đèn này, thì là mình cứ mua được khoảng 10 cái. Trước khi mình ráp lại trên cái trần nhà thì mình thử lại nó một lần nữa cho nó chắc ăn.